Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị và các bạn thân mến, già rồi có hai loại rượu không uống, ba đường tuyệt đối không đi. Người lớn tuổi có hai không uống và ba không đi. Trước tiên là hai không uống. Thứ nhất, không uống rượu giải sầu khi tâm trạng đang bất ổn. Nếu có chuyện gì trong lòng, cũng đừng tự say xỉn một mình, vì xung quanh không có ai. Uống khi buồn bực sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Người đến tuổi trung niên, cơ thể sẽ yếu dần đi. Uống say một lần đồng nghĩa với việc tiếp thêm một bước đến với bệnh tật. Điều này hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe. Thêm nữa, rượu vào lời ra hoặc dễ làm những chuyện sai lầm. Một lần uống say có thể khiến bản thân gặp phải phiền phức lớn. Ở tuổi này rồi, mọi buồn vui trong cuộc sống bạn nên xem nhẹ. Đừng quá coi trọng nỗi buồn, vì tất cả mọi chuyện đều chỉ được giải quyết hợp lý khi chúng ta tỉnh táo mà thôi. Thứ hai là không uống với người không tôn trọng mình. Trên bàn rượu, tốt nhất là không nên uống với những người mở miệng ra liền nói những lời châm biếm bạn hoặc là có thái độ tỏ ra coi thường bạn. Yêu ghét thì phải luôn rõ ràng, đừng đánh mất giá trị của bản thân. Anh đã xem thường tôi thì chẳng có lý do gì tôi phải tôn trọng anh. Người đến tuổi trung niên phải có khí chất của người trưởng thành, không cần thiết phải lấy lòng người khác. Tiếp theo là ba đường không đi. Thứ nhất là không đi sai đường. Năm 40 tuổi, tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Vợ tôi là mẫu phụ nữ sống vì gia đình. Từ khi có con, cô ấy chọn một công việc ít tốn tâm sức, mức lương trung bình, để có nhiều thời gian cho chồng con. Cô ấy đã từ bỏ rất nhiều cơ hội thăng tiến để ưu tiên cho mái ấm nhỏ của mình. Nhiều người nói tôi may mắn khi lấy được người vợ biết lo, biết nghĩ như thế. 10 năm chung sống với nhau, tôi không có gì chê bai vợ mình. Chỉ có điều, chúng tôi chỉ có 2 cô con gái. Vợ tôi không thể sinh được nữa. Sức khỏe của cô ấy không tốt, nhưng tôi lại thèm một cậu con trai. Từng có con trai thì sau này khi về già mới trông cậy được. Dù con gái có tốt thế nào cũng là con của nhà người ta, rồi cũng phải gả chồng, chẳng thể nối dõi hay là phụng dưỡng cha mẹ cả đời. Cứ nghĩ thế mà tôi lại tự dày vò, khó chịu không thôi. Khi nghĩ đến chuyện trở thành người chồng ngoại tình vì muốn tìm con trai, tôi cũng thấy có lỗi với vợ, nhưng mong muốn kiếm con trai trong tôi quá lớn. Tôi đã nghĩ, cứ đem một thằng nhóc về cho vợ nuôi, thì cô ấy chắc cũng sẽ đồng ý thôi. Dù vậy, mọi chuyện không như tôi nghĩ. Nhân tình, sau khi sinh được con trai, thì dứt khoát không muốn giao con cho tôi. Cô ta muốn tôi ly dị vợ con, bằng không sẽ không cho tôi gặp mặt con trai. Tôi làm sao chịu nổi cảnh không gặp được con trai mới sinh chứ? Vậy là tôi chỉ còn cách ly hôn với vợ. Dù sao, có đứa con trai mới là mong muốn lớn nhất của tôi, và tôi quyết định để lại hết nhà cửa, tài sản chung cho vợ và 2 con gái, coi như đó là khoản phí nuôi dưỡng cho 2 con gái sau này. Lúc đó, vợ của tôi đang mắc bệnh nặng, nhưng tôi vì nôn nóng, sợ bồ đem con trai đi mất mà đánh liều, đòi ly hôn với vợ. Ở phiên tòa, nhìn dáng vợ xanh xao cùng 2 cô con gái nhỏ ngơ ngác nhìn cha mẹ, đã có giây phút tôi thấy mình là gã đàn ông thật tệ bạc. Nhưng tôi khi ấy chỉ biết tới con trai, không còn nhớ 2 đứa con gái trước mặt cũng là máu mủ ruột thịt của mình. Tôi không nghĩ cho nghĩa tình sống cùng vợ bao năm,
nhưng niềm vui sướng có con trai của tôi chỉ kéo dài được có 6 năm. Trong một lần con trai vào viện, tôi mới biết rằng thằng bé không phải là con của tôi. Suốt bao năm, vì cái suy nghĩ trọng nam khinh nữ mà tôi bỏ con của mình để nuôi con của kẻ khác. Đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất của một người đàn ông. Tôi lừa dối vợ, để rồi giờ lại bị người phụ nữ khác lừa. Bây giờ, khi đã ngoài 60 tuổi, bị bệnh tật dày vò, bên tôi không có con cháu hay người thân chăm sóc. Có một lần, tôi tìm về gặp vợ cũ và hai con gái của mình. Ba người họ đều giờ vẫn sống cùng nhau. Hai con gái của tôi, dù lấy chồng, vẫn sống cùng mẹ, chăm sóc cho mẹ không thiếu thứ gì. Tôi nghe con gái lớn nói một câu mà trào nước mắt hối hận sau 10 năm lầm lỗi. Ngày trước, ba chỉ cho tụi con tiền, thì giờ tụi con cũng chỉ có tiền để cho ba. Phải rồi, ngày trước bỏ đi, tôi chỉ để lại tiền cho con mình, như khoản viện trợ mỗi tháng, sau này chúng lớn lên. Suốt 10 năm, tôi chưa một lần về thăm con. Tôi chưa từng xem chúng là con ruột của mình. Vậy giờ khi già cả, thèm khát có con cháu ở bên, tôi lấy tư cách gì để đòi quay về? Người đàn ông phản bội là tôi. Còn mặt mũi nào để nhìn người vợ từng bị mình phản bội tàn nhẫn? Người cha dũ bỏ trách nhiệm này, sao còn đòi yêu thương hiếu thuận từ con cái? Tôi chẳng có tư cách nào cả, chỉ có tội lỗi, chẳng thể chuộc trả cho vợ con. Quý vị thân mến, tuổi trẻ bồng bột dễ mắc phải những sai lầm, và cái giá phải trả cho những sai lầm đôi khi không hề nhẹ. Nhưng nếu đến tuổi trung niên hay về già mà mắc sai lầm, đi sai đường, thì nhiều khi bạn chẳng còn thời gian, sức lực để quay đầu làm lại nữa rồi. Thực tế, rất nhiều người đã phải trả giá suốt những năm tháng tuổi già chỉ vì những quyết định sai lầm của mình ở giai đoạn trước đó. Tiếp đến, đường thứ hai không đi là đường tắt. Đa phần, những con đường tắt trong cuộc sống rất dễ bị lừa gạt và làm hại người khác, thậm chí còn hại ngay chính bản thân mình. Tất cả đúng như câu nói, bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng có bao nhiêu người thực sự được ăn nó? Nói tóm lại, không có bữa trưa nào miễn phí trên thế giới này, cũng chẳng có con đường tắt để đi tới giàu có và hạnh phúc. Có một câu chuyện cười như thế này. Một cặp vợ chồng già nhặt được hai vé xem phim trước cửa nhà. Họ không biết ai đã bỏ chúng đi, nhưng nghĩ sẽ không có ai nhận, nên họ đã cùng nhau đi xem phim. Sau khi xem phim về, thì họ phát hiện đồ đạc giá trị trong nhà bị cướp sạch, kèm theo lời nhắn của tên trộm. Giờ thì đã biết ai mời đi xem phim rồi đúng không? Mặc dù câu chuyện rất hài hước, nhưng đó đã minh họa trong một lý thuyết xã hội học nổi tiếng, quy luật chiếc bánh, nghĩa là khi chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, nhất định sẽ có một cái bẫy đang chờ sẵn bạn ở trên mặt đất. Ai cũng từng mơ tưởng bắt được điều gì may mắn từ trên trời rơi xuống, nhưng nếu nó xảy ra thì chưa chắc đã may, có thể còn là tai họa. Nó giống như là một ngư dân đi câu cá, anh ta phải dùng mồi tươi để quấn quanh lưỡi câu. Những người đi săn phải đặt những món ăn ngon và hấp dẫn vào bẫy đằng sau miếng bánh thèm muốn, có thể là có cả một âm mưu. Rockefeller từng nói, mọi thứ trên đời đều có thể xảy ra, nhưng không có chuyện không làm mà hưởng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn có tâm lý nông nổi, mơ thấy những điều tốt đẹp từ trên trời rơi xuống, để rồi ham tiền, ham nhàn rỗi, và đi đường tắt, thực tế rẻ nhất, cũng là đắt nhất trên đời. Không có đường tắt, bởi vì con đường ngắn sẽ trở thành hố sâu. Đường thứ ba không đi là quay lại con đường đã qua. Tôi năm nay hơn 50 tuổi.
Cuộc sống của vợ chồng tôi chỉ hạnh phúc thời gian đầu. Sau đó, chồng tôi đi làm xa và bắt đầu ngoại tình. Tuy vậy, tôi hoàn toàn không biết được ông ấy ngoại tình với ai, bởi ông ấy giấu rất giỏi. Vì theo dõi nhiều, nên tôi cũng đã bắt đầu mệt mỏi. Hơn nữa, có lần tôi còn bị chồng tát giữa đường vì bắt gặp tôi theo dõi. Đến khi sau này, cuộc sống vợ chồng lạnh nhạt, thì tôi muốn ly hôn. Ban đầu, ông ấy nói đồng ý, nhưng sau đó thì không ký vào đơn ly hôn. Lúc này, tôi bắt đầu mặc kệ, vì xác định cũng chẳng còn là gì của nhau nữa. Tôi quan tâm đến bản thân nhiều hơn, trở thành người khác hẳn, yêu đời và rạng rỡ hơn. Lúc này, chồng tôi lại ghen ngược, cho rằng tôi có người đàn ông khác, và bắt đầu theo dõi, rồi thường xuyên tra hỏi tôi đi đâu, gặp ai. Chịu hết nổi, cuối cùng mẹ con tôi ra ngoài ở. Một thời gian sau thì chúng tôi ly hôn. Sau ly hôn, qua lời kể của những người bạn quen thân, tôi được biết ông ấy liên tục cặp kè với hết người này đến người khác. Việc nuôi dạy hai con, chồng tôi cũng không hề đối hoài. Rồi hơn một năm trở lại đây, chồng tôi thường xuyên đến thăm ba mẹ con, tỏ ra là quan tâm, chăm sóc. Ông ấy trở lại thành người đàn ông dịu dàng như hồi chúng tôi mới yêu nhau. Điều đó khiến tôi cũng có tình cảm trở lại, nhất là khi đã ở tuổi trung niên, con cái đã lớn và nhiều lúc cũng thấy trống vắng. Tôi đã quyết định quay trở lại với chồng cũ, mặc cho người thân phản đối vì họ cho rằng tính anh đã ghen tuông vũ phu thì khó có thể thay đổi. Quay lại sống với nhau được vài tháng, chồng tôi lại quen thói côn đồ như trước, đánh vợ và kiểm soát vợ. Giờ đây, mỗi lần phải hứng chịu những lời chỉ trích, những lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay của chồng, tôi vô cùng hối hận khi đã tha thứ và quay lại với ông ấy. Quý vị thân mến, những gì đã qua, hãy để nó qua. Hãy lấy cái đã qua đó làm bài học, chứ đừng lấy nó là viên đạn để găm sâu vào tiềm thức của mình. Nếu bạn đi theo con đường cũ một cách mù quáng, bạn sẽ bị tổn thương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.